Tuy nhiên thì vừa rồi Dancing Zenzela cũng đã bị confirm và SPT bị bắt bởi Kyula rồi. Bên phía Forsman đang mất người liên tục, SPT bỏ đốt trên đây. Và kết thúc mạng của Quincy Forsman rồi. Quincy Forsman đã dừng lại và chúng ta chỉ còn lại cái tên Buriram là tuyệt thôi. Buriram đang gặp khó khi team Faeox đang bắn trả và là cực kỳ gian. DIC có thể chặt bỏ các thành viên bên phía team Buriram United trong thời điểm này nữa. Khót mẹ mẹ không được Gram Zed rồi, nhưng bây giờ thì các thành viên bên phía Buriram United sẽ chạy đi đâu đây? Họ còn xe, nhưng phía trước mặt đang là đội hình của bên phía team DIC Gaming. Chúng ta thấy rằng các thành viên bên phía team DIC Gaming họ đang rất đứng vấn rồi, đang rất bay luôn. Tiếp tục tăng đến từ vị trí của Long Ca nhưng vẫn chưa chính xác, nhưng vấn đề là vị trí của các thành viên Buriram đang là phía bên ngoài bo. Xe đổ rồi, bỏ xe, chạy đi đâu đây? NBK confirm ngay Konashi rồi. Buriram liên tục dụng đây và chỉ có lại hai người thôi. Gót mèo là quần tháo chạy, nhưng Long Ca hết đạn mới đen chứ không sao. Còn mơ hôn xây Buriram chỉ có lại một người chơi cho thôi. Top 1 Trung Quân Địch đã gọi tên các thành viên DIZ tới nơi rồi và cũng chờ là xem nào. 7-4-L1 vượt khó cho mình một tiếng, đắp một kêu mà chuyện gì đang xảy ra thế này. Team Velox dừng lại ở vị trí top 9 và đó là chiến thắng dành cho các thành viên của bên phía team DIC. Buriram dừng lại với chúng ta và Buriram chắc chắn sẽ dành cho các thành viên bên phía Division X rồi. Và thậm chí rằng vòng 1 tiếp theo Division X mình vẫn chưa cần phải di chuyển quá nhiều đâu. Top 1 server, đây chỉ là một nhà gỗ thôi và nó sẽ là rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm dành cho vị trí của top 1 server. Vâng, mới với một vòng bo và đội hình bên phía team Daychat, họ đang chiếm trọn hoàn toàn để có thể mang về top 1 dành cho mình. Còn Severus thì sao đây? Đội hình của Bahamut Gaming cũng đang ở rất gần họ. Ngày hôm nay thì Bahamut Gaming đã lên được top 10 rồi, khi mà ngày thi đấu hôm qua họ ở vị trí đáy bảng. Và đây sẽ là quả nết được ném ra đến từ Severus. Cả Zigu cũng ghi điểm nữa. Hãy nhìn cái tình huống ném nét này đi. Và đó là Bahamut Gaming dừng lại vị trí thứ 14. Đây là một cái highlight của Severus. Và chúng ta nên giữ lại cái highlight này. Đó là top 14 dành cho Bahamut Gaming. Và bây giờ thì góc tận yêu máu. Và hai player còn lại ở Thái Lan bơi hết vào đây. Toto sẽ có thể gặt hết được hay không? Chắc chắn là phải làm được thôi. Book flat là quá chuẩn rồi. Trắng quá dàn cú óc ơi. Và bây giờ thì 2v2. Chúng ta sẽ hướng về Divine Esports và kệ MSC Theraton thôi. Khói trả ra là vô cùng tuyệt vời. Book flat là cũng chuẩn chỉ. Dian Lang lời công lên đầu tiên bắt níu được Yoshimin Mori. Và bây giờ thì ôi bắn không ổn rồi. Và bây giờ thì dành cho Divine. Một tình huống là 188 và 188. Nhưng với cái tình huống này nó hiện cả chỉ số phụ anh ạ. Đồng nghĩa với việc là Fury vẫn kém Divine về chỉ số. Muka bị đốc ai bởi mèo. Trưởng mèo Muka. Muka. Thằng này dâu gì? Thằng này không có dâu. Thằng này không có dâu. Giết nó. Dâu gì cả gì? Mèo. 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 Nào đâu. Đâu. Đâu rồi. Bắn. 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 Bây giờ rút cả ốp ra này. Một viên duy nhất, nói chung là góc, là một cái góc không thoát được rồi. Đúng rồi. Gọi điện cho mèo U đi. Bảo mèo U ơi. Đúng một vậy. Một viên. Mèo. Không có. Nào. Bắn đi anh. Bóp có. Bóp có. Bóp. 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 Không có bóp. Đây đây là. Nào đừng để nó chạy. Bắn. Bạn đừng để bạn. Tiền rơi. Và đó là. Đừng để tiền. Thôi chết chết nào. Thằng này nó quẩy xèo quá anh ơi. Nào, nào, yeah. Nào, ăn em đi nào. Tao ra lệnh cho nhà ngươi tự hủy. Là Kamatatak, Normalin. Rồi, nó là kìa, nó kìa kìa. Công luôn, công luôn, công luôn. Công luôn anh ơi. Anh ơi, ăn nó, ăn nó. Mình phải ăn nó. Nào, cái thằng này. Có vẻ mày đọc được tình huống. Đây là thành công cuối cùng của Fury rồi. Họ đi công, 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 công. Việt Nam, nó đi anh ơi. Việt Nam, Việt Nam. Mèo, 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 mèo. Nên đâu rồi, nên đâu. Vô địch, vô địch, vô địch. Cái gì đã xảy ra? 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ rưỡi. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là mèo ủ, mèo ủ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cứ mỗi lần tôi cắt nó lại như thế này? Anh đó là cứ bị vô đúng không? Đúng rồi. Em đã từng đi Đức. Nó cũng như thế này. Phàng Kỳ cũng đã từng đi Đức. Cái gì đã xảy ra thế này? Nổ địa chỉ đi. Vàng bạc mày to nha. Xong rồi, vàng bạc mày to nha. Vàng bạc mày nhiều nha. Nhưng mà cái đẳng cấp của Mighty lại không bằng. Khi mà ở đây Magic đẩy lên. Và đó là XS đang cuồng trả đam. Và Magic có về cho mình 3 người. Với việc như thế này thì Victim Ride khả năng cao là họ sẽ không vô địch. Và đó lên mái nhà bắt con gà. Lên mái nhà bắt con gà đến từ Captain Mèo Ú, đội trưởng của chúng ta. Hãy cùng xem nào. Một tình huống bắn sẽ là như giọt nước.
từ trên xuống đầu của team Magic Esports và một người phải nằm, đó là vị trí của Tông Ca. Tông Ca với cả Long Ca và chúng tôi này. Và bây giờ thì ui, vẫn rất là tín cho vị trí của Mèo Ú nha. Với cái vị trí của Mèo Ú như thế này thì trời ơi, ui đang bo vào và các thành viên bên phía của... 2 đấu 3 đấu 1 cho các bạn. Mèo Ú đứng ở trên mái nhà thì anh ta sẽ có nhiều lợi thế nhất trong pha thi đấu này luôn. Và đó là bọn xì phải nằm xuống, cứu lại thuộc về vị trí của Mèo Ú. Không có cửa cho Victim Ride nữa chúng rồi. Chúng ta sắp vô địch, chỉ cần một mạng nữa chết mà không phải là Victim Ride bắn thôi là chúng ta sẽ vô địch. Đúng là như vậy. Chỉ cần một mạng nữa nằm xuống mà không phải là Victim Ride. Và Hoàng Vũ bây giờ, Hoàng Vũ chỉ cần nằm xuống thôi và người có cái... Tự hủy! Và đó là Sula! Vô địch dành cho chúng Divine Esports! Chúng ta sẽ vô địch tại giải đấu PUBG Continental Series 2! Và thậm chí là chúng ta cũng sẽ có một cái top 1 cuối cùng dành cho một đội tuyển đến từ Việt Nam. Có thể sẽ là XS khi mà ở đây Mèo Ú anh ta đứng trên mái nhà, ở dưới phải bắn nhau trước. Và đó là... Victim dành cho... Bắt người và Magic Esports dừng lại rồi! Liệu và một thành viên còn lại của Victim Ride, và dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi không quan tâm. Và đó là từ trên cao ta nhìn xuống. Hello, hello. Từ trên cao ta nhìn xuống. Hello, hello. Đâu cắt môi chúng tôi à. Mèo Ú là người cuối cùng sống sót. Và cái gì nó vừa xảy ra? I'm fucking on top, we are Vietnamese. Và Lắc có vẻ như vẫn chưa biết được vị trí của Jun. Có lẽ sẽ biết được đối phương sau cái mỏm đá biết rồi. Bây giờ thì biết rồi, nhìn thấy nhau rồi. Nam Si đang đối đầu với bộ đôi Tông Cam Solabi. Đừng chết Nam Si ơi. Và bây giờ thì có lửa được trả ra. Bên phía Magic Esports đang bị vòng bo truy đuổi. Blue Zone đang thu vào. Các thành viên của bên phía Magic Esports sẽ làm gì đây? Vẫn còn rất nhiều đồ nhưng Magic cực kỳ nhiều nét, cũng như là chính xác là lửa. Và phát được trả vào vị trí của Nam Si. Nhưng Magic Esports vẫn chưa thể làm được gì trong tình huống này cả. Có thêm lửa được trả vị trí của Jun. Cái lượng đồ của bên phía Magic Esports đang còn là rất nhiều. Và nó đang khiến cho các thành viên của bên phía MG Divine bị thua thiệt về cái lượng trang bị ở thời điểm hiện tại. Đúng vậy, nhiều hơn hẳn so với các thành viên bên phía team Divine. Và bây giờ là khoảnh khắc mà Nam C sẽ phải thể hiện. Và vừa rồi một tình huống bắn tốt của Nam C hạ cùng anh chàng Valak. Và ngay sau đó có tiếp bờ kill không, và chắc chắn rồi các thành viên bên phía team LG Divine họ lại có cho mình một cái top 1 nữa trong ngày thi đấu hôm nay với 9 kill. Phía cánh trái nó đang có quá nhiều đội tuyển, và hãy cùng quay trở lại với diễn biến này đi. E365 sẽ đối đầu với cả BN Generator và Young Bee đã tiếp tục tỏa sáng với trái net này. Hai cái top 1 dành cho BN hay Trang đây. Họ đã có một khu vực lửa nó khá là đẹp khi mà XS đang bận giao tranh với thành viên bên phía team The Colony. Khoảng thời gian hợp lý để các thành viên của BN có thể giao tranh với cả Eagle 365. Vị trí này họ đã knock out được một người, Henzi và Chibrit. Chibrit thậm chí còn bị knock out luôn. Tiếp tục là Yang Bê. Quả lửa tốt để hạ gục Chibrit. Chỉ còn Henzi cùng với cả một người chơi ở trên cao, đó chính là Vendo 9 mà thôi. Cơ hội ăn thêm top 1 của Bảo Nam là quá rõ ràng. Vendo đang nằm trong khói và... Yang Bê! Lại là cái làm tốn luôn này. Eagle 365 vị trí top thứ 6. Đại bàng được tỏi luôn ạ. Và bảo đại bàng không có đất để mà diễn luôn. Phải là đông hơn hẳn. Và bây giờ thì game mà đông. Kìa Disgusting ơi. Mò vào căn nhà của team Blitz ở đây. Và có vẻ như Monty vẫn chưa biết được. Monty vẫn còn đang mải miết uống Coca. Và Disgusting đang chờ. Một mạng cực kỳ đơn giản của Disgusting. Team Blitz bây giờ có hỗ trợ được một mình kịp thời hay không đây? Đã có những mũi súng focus vào qua khung cửa sổ và quả nết đang trên tay. Disgusting cần phải bỏ vị trí này đi. Và nếu như Disgusting kế tốt, thậm chí là trong căn nhà này anh ta có thể bắt thêm được ít nhất một người nữa. Nếu như team lead đẩy vào, Sigrid đang có một cái cánh bên đối diện. Và Disgusting sẽ ngồi trong nhà và chờ đợi những người đồng đội mình hướng về hỗ trợ. Và vòng bo này lỡ nó lại trên nhờ. Đẩy đến góc 12 giờ thì đây rồi. Disgusting bắt được Sigrid. Thấy là tín đến như thế nào với vị trí của Disgusting. Và Tích Tiêu cũng muốn đi vào trong căn nhà này nữa hay không đây? Rõ ràng là với kinh nghiệm của Disgusting thì anh ta hoàn toàn có thể ăn lại được với những vị trí còn lại của Tim. Và như đã nói, ui ôi, ai sẽ là người tiếp theo? Một mình vị trí của Disgusting. Thịnh Ngáo hôm nay không còn ngáo nữa rồi. Thịnh Cầu Giấy hôm nay bắn quá tốt. Một mình đang clutch các thành viên bên phía Team TB. Và có một tình huống một clutch 4 đánh cầu đây. Góc bắn quá đẹp của Disgusting. Và đó là một clutch 4. Một mình Disgusting làm gỏi các thành viên của Team Blitz. Đã Blue chắc chắn đã nghe được lượng thông tin này. Thậm chí là Rogue cũng đã đẩy vào đây. Và tình huống này thì Hùng liệu có bắn lỗi không? Đây đã có tín hiệu bắn lỗi nhưng mà Đạt đổi mạng được thành công. Một đổi một tới từ cả hai đội tuyển. Tiếp tục là một kill nữa dành cho vị trí của Đạt Blue. Đẩy lên tới từ vị trí mà chúng ta có cái tên Đạt Blue đang một clap 4 cái tay phía MSC Chomburi. MS Chomburi nằm xuống ở vị trí thứ 16 bởi một mình họng súng của Đạt Blue mà thôi. Không cần tới cái sự hỗ trợ của Văn Nghị như là Chu, Hùng vô địch thì gần như đã có một tình huống sấy hơi lỗi ở những cái turn đầu tiên. Vâng, bây giờ Attacker bắt đầu có những đẩy sang nhà. Họ không còn quá nhiều đồ đâu. Và bây giờ thì Bảo Nam họ cần phải tận dụng tốt tình huống này.
Simon T cũng giáp mũ đã đỏ rồi và Simon T đang có điều đứng để có thể mà lấy thông tin cho những người đồng đội mình, cùng với đó là Tank có như đây là quả nét đến từ vị trí của Jet, và đó là Jet đến từ Bảo Nam. Một tình huống ném một quả nét và lốc vào tận những ba người bên phía team Attack Around nhà, và khả năng cao sẽ là những tình huống phổ cập tiếng Việt cho đội hình của Attack Around rồi. Lẩu Thái ngày hôm nay hơi cay rồi, Gloom là player cuối cùng. Một tình huống mà không phải ném nét mà ném ngay một quyển ngữ văn lớp 1 vào mặt đối phương đến từ chàng Zed này, nó lấy mạng của ba và bây giờ là bốn thành viên bên phía thì Attack Around luôn rồi. Top 6 cho The Colony và điều này thì đã là quá rõ ràng rồi khi mà một tình huống sấy của Momonji gần như là bắn thẳng vào mắt người xem. Và Momonji nếu như có người nhà Việt Nam thì cũng bảo là xem giải ở trên kênh Demo cho sớm 5 phút nhá. Và quay trở lại trận đấu này khi mà ta thấy rằng các đội tuyển gần như có bản đồng bò góc 12 giờ và cả góc 6 giờ thôi. Với trung tâm của một nhà của đây chết cũng cả MS John Murity. Ơ kìa, Unicorn Phoenix Đà Nẵng. Trời ơi, thật sự là tình huống giành quá hay và đem về đến tận 10 kill.